xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Gen Z Okela. Và bạn Gen Z mà chúng ta sẽ gặp ngày hôm nay đó là Ngô Đỉnh. Hello mọi người. Tôi muốn biến cái hobby của mình thành một cái sinh tiền. Ủa sao vậy? Đấy là người ta rất là thích cái chuyện đó mà người ta rất là thích, người ta rất là thích làm công việc mình thích, mình thích công việc mình yes. làm đúng không? Nhưng mà khi mà kiểu nó dính dáng tới tiền bạc thì nó hết phần. Thích nhưng mà hết phần. Thích luôn. Hết phần. Gen Z mình toàn là mấy bạn kiểu work hard play hard. Right. Nó ok nha. Nó ok. Ok hả? Ý là mình phải trôi đi nhiều chỗ. Xin là trải nghiệm á hả? Đúng rồi. Thì ông có nghĩ là cái đó là một cái kiểu của tụi mình không? Tụi mình dễ bị chán. Thế là bạn sinh ra ở cái thời điểm này thì mình có quá nhiều công cụ xung quanh. Yes. Quá nhiều nguồn thông tin mình cần phải lọc và cần phải cầm nữa, cần phải deep dive với nó. Thì cái chuyện mà mình cảm thấy là ok, mình tới đây mình thấy đủ rồi, mình thấy không có muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì mình lại có vẫn có option khác để chảy qua. Nó không bó buộc mình vào một cái lựa chọn nào đó hết. Trong khi sau với lại những thế hệ đi trước á thì họ bị giới hạn về chuyện đó. Tôi rất là thích cái tinh thần đó. Như bạn còn kiểu work hard play harder. Xong rồi work harder play harder. Thì nói chung là bạn chọn cái nào cũng được, miễn là live your life mình. Live your life, ok la.